tin tức Campuchia là họ bán người buôn người không? Nghe quá trời. Rồi bản thân của chị cảm nhận sao? Bản thân của chị là người có người nhà bên Campuchia đó. Bà con nè, dâu dâu người Campuchia luôn. Không tùy người, chứ đâu phải như Việt Nam mình chỉ tùy người, chứ đâu ai cũng vậy. Dạ. Nó Campuchia cũng quân bút nó mới giết người. Còn cái người dân của Campuchia cũng như nước nào, ví dụ như Úc, Mỹ rồi thì người dân nó là khác, còn cái người ấy là khác. Chứ không phải em tự nhiên mà mình thôi. Nam là bởi vì nói Nam đó, mày bởi nó sao mày. Mày qua bển bà hai, mày đi chơi tới 11, 12 giờ đêm, bà hai có sợ nhà, có sợ. Cái bữa đi chị bệnh, thằng Nam đi chơi tới 11, 12 giờ đêm, bà hai có rung quá trời. Mà giờ bển người ta buôn bán người vậy đó, qua bển lao động vậy đó. Mấy cái tin đó là có thiệt không chị? Có thiệt. Ở đâu cũng có thiệt. Ở Việt Nam mình cũng có thiệt. Việt Nam mình có thiệt. Nhưng mà không đến nổi. Đa phần là người mà giết người, đánh người như vậy. Đúng rồi. Không đến nổi đâu. Còn bên đó là đó giờ cũng phù hiểu rồi, giết người. Ở mình có đi trần đất thôi. Mới 3 chút. Ừ, 3 chút thôi. Nhưng mà chị có người nhà, chị có người nhà ở bển á, thì người nhà của chị sống có gần casino không? À, người nhà sống Hấu Lương, không có gần một bài. Đi Hấu Lương là gần thuộc của Campuchia luôn hả? Campuchia qua rồi, qua hôm qua một bài rồi. Dạ. Yeah. Nó cái cầu mà như tên như Mỹ Phụng đó là ở ngày đó. Ngày đó. Mà theo chị thì bên ngoại hiền lắm, bên ngoại hiền, mấy gì ở tại thành phố luôn, mấy gì ở thành phố ha, mà dẫn má đi ngược là Hấu Lương á. Ở đây nhập ở đây có cái casino một bài rồi nhập phải đi lên Hấu Lương là cái cầu nhánh Bắc Mỹ Thuận đó, trong cầu Mỹ Thuận đó là bà chị dâu ở trong làng, ở trong nơi ở người làng, đúng là người Campuchia luôn nè, bà đúng là người Campuchia luôn rồi. Ấy dạy rồi, anh mình cũng dạy, mà anh mình bị mình rút cả đầu giết rồi, giết chết rồi, tại vì nói anh là con Việt Nam. Cái năm kia kìa, chứ phải bây giờ, hồi đó đó, giết rồi. Chỉ họ lắm, nhưng mà không tàu bằng thợ, mình phải để thành cái người như người quay. Rồi xong xuôi á, rồi má đi đợi mấy gì á, nó chở má đi ngược xuống Hấu Lương, cũng như thành phố trên kia, thành phố ngoài Sài Gòn đi ngược kia Chợ Lớn này nè, thăm chỉ tối nay là mấy gì. Mấy gì ở Campuchia, mấy gì không dám ở lại. Mấy gì kêu má về Campuchia ở ra ngủ, về thành phố ngủ. Cái gì? Ở trong làng trong lơ á. À. Ở tối trong bước ra đi giết người. Là ở bên Campuchia luôn. Campuchia luôn. Cái gì? Như có Campuchia mà chị ở thành phố mà bà chị á, là bà đúng là người Campuchia. Tại mấy gì mình đâu phải người Campuchia đâu. Mấy gì mình cũng là lai Việt, người Việt. Đó. Mà không cho má à ngủ với bà chị dâu á. Tối về thành phố ngủ. Nhưng mà bây giờ bà ảnh còn giết người chặt đầu rồi không? Không, bây giờ không có, mình bớt tàn phế hết trơn rồi. Tại vì bộ đội mình qua bển á, chiến đấu năm đó đó, tiêu tan hết rồi. Không còn, nhưng mà sợ. Là người Campuchia hay gì? Quân bớt là người Campuchia, nhưng mà nó cũng như là cái nó là người dân tộc ít thôi, người tiểu số ít thôi. À, nó ác lắm, nó không theo theo cái ông xin lỗi, nó không có ông theo ông xin lỗi. Cũng như một người phản động vậy đó, coi như một số người phản động vậy. Ủa nhưng mà những người lao động đi qua Campuchia làm rồi họ bị đánh đập, họ bị chuột tiền vậy đó là có 100% luôn hả? Có luôn, có 100% luôn. Là gần khu vực chỗ à, bà con chị không? Không gần khu vực đó. Tùy theo cũng nhiều, tùy theo nhiều chỗ lắm. Như Campuchia mà nó gần Lào, gần gì đó, gần Hà Nội, Quảng Trị gì đó. Đó thì nó cũng gần đó. Campuchia đâu phải là nó ở dưới này không đâu. Cái bản đồ mình nó dài. Chị nghĩ như thế nào khi các bạn trẻ mà ham việc nhẹ lương cao mà đi qua Campuchia làm không, nói chung là người ta nghèo mình không có trách người ta được, người ta nghèo người ta không biết, người ta cũng cần, người ta không biết, người ta nghĩ là thì đi làm bên đó rồi đi làm vô đó làm trong sòng bài thì nó cũng việc nhẹ rồi, làm lương cao thì xa gia đình phải lương cao rồi, ví dụ em qua bên nước khác là phải lương cao, chị đi qua Úc thì làm lương cao chị mới đi, Malaysia nó còn qua Úc nó làm mà, nhưng mà nó đâu có ngờ đâu, người ta đâu có nghĩ gì đâu. Nếu mà ta nghĩ gì ta đâu có đi gì chi, nghèo nghèo chết bỏ cho ai mà đi. Cũng như cái vụ xe container mà chết, người ta đâu có nghĩ gì. Nói chung là người ta, nếu mà người ta biết mà người ta đi đó là ta ngoan cố, còn này người ta không biết, người ta nghĩ là thì vô đó làm cũng như việc nhẹ mà lương cao, làm trong mấy cái máy tính đó. Ừ thì đó, làm văn phòng rồi đó.
vụ đó có hết, có hết, có sự thật lên 60 giây, có sự thật, không ai mà đi làm giống mình. 60 giây là cái chuyện nó bình thường, nhưng mà ý em nói là vấn đề là bà con dòng họ của chị bên Campuchia đó, thì cái chuyện đó là chắc bà con dòng họ của chị có biết được, có chứng kiến, có thấy không, có vừa từng vô sòng bài đánh bài không? Người ta đâu có đi vô đó đâu, bà con họ chị toàn vô sòng bài. Dạ. Lâu lâu cũng phải đi sòng bài sòng gì. Lâu lâu cũng vậy chứ. Đi tham quan như chị nãy, dụ như chị đi Úc thì cũng đi tham quan casino vậy. Như chị đi qua Campuchia thì chị đi cái đường Hà Tiên á, chị cũng đi lên casino ở bên Hà Tiên đó, Hà Tiên mà đi qua Campuchia đó, gọi là cái gì nhà quên nè, chị cũng đi tham quan vậy. Chứ không phải là đi cờ bạc đâu, không có đâu, dòng họ chị mới đi cờ bạc. Cả người quen rồi, mấy người mà qua đây, người ta đi qua đây, người ta thăm bệnh, người ta cũng hiền lắm. Một người mà bắt chuột cũng mấy ngàn đô đó. Đúng rồi, nghe nó cả trăm triệu. Đúng rồi. Cả trăm triệu, có, cái đó có. Chị theo bản thân của chị là một người lớn thì chị cảm nhận như thế nào những tình hình mà dân của mình đi qua bên Campuchia đi làm rồi bị bắt chuột tiền vậy đó, chị cảm thấy trong lòng chị sao? Thấy thương người ta, tại người ta cũng không biết đâu, tại người ta cũng không biết, ta tưởng đâu là đi xa gia đình lương cao thì người ta đi, người ta nghèo mà người ta đi, thì nghe nói lương cao người ta phải đi, người ta đâu có ngờ vậy, không, ta không ngờ vậy đâu, nếu người ta ngờ người ta không dám đi đâu. Đúng rồi. Có một cái cờ bạc đó, là cái đó là đánh đập có. Cái đó có, còn người ta đi làm, ta đâu có nghĩ từ vậy đâu. Ở đâu cũng thiếu nhân công á, nhưng mà muốn cao là người ta đi, ở đâu cũng vậy. Bây giờ Việt Nam cũng thiếu công nhân nhiều lắm. Ta muốn cao là người ta đi rồi, chứ người ta đâu nghĩ đi làm mà, chứ đâu nghĩ đi bị bạ đâu. Mà đâu có ngờ như vậy đâu, thấy đau lòng, thấy rất là đau lòng. Thì đau lòng lắm. Tội nghiệp ở đây có thằng nhóc của kia, cháu ngoại của bà bán cơm thì cái đồng nghiệp cũng đi Nam, nó cũng nó đi Campuchia hả? Nó đi Campuchia. Mà nó về chưa? Chưa, mà biết sao đó. Có hay tin tức gì không? Sáng hay gia đình nó làm nó bà bà cái gì? Chị có nói bà nội nó nghe rồi. Sao lơ lơ là à, có nghĩa là tao không biết phải không? Tao không biết tin tức. Có biết hết mà sao thấy tỉnh bơ chị không hiểu. Vì nói chung là cuộc sống nghèo, ta mới đi xa chị ơi. Thí dụ bây giờ chị nói em nghe nè, em xài điện thoại vẫn vẫn còn Zalo, thằng Nam nó vẫn còn Zalo, tại nó nói thằng này vẫn còn Zalo, vẫn còn Facebook, mà không biết sao không thấy gì. Thì cũng thấy mình vậy, chị có nói với bà nội thằng này rồi, nói chuyện nào mà chị mà nói chuyện với bé, chị kêu bé về, chị kêu bé về, còn hai đứa về, nó có đứa con, chứ mình vậy còn nhỏ mà nó có vợ sớm luôn. Nghèo khổ rồi nó mới đi, cái tội nghiệp đó, nghèo khổ. Bên Campuchia nó cũng giống Việt Nam mình vậy đó, nó cũng mọi thứ xung quanh cảnh vật nó y chang vậy đó. Nhưng mà điều nó thua Việt Nam, cái thành phố của nó đó là nhờ Trung Quốc nó qua đây xây, rồi lúc em mà đi trước á, thành phố xấu hơn Việt Nam nhiều. Yeah. Thành phố của nó xấu hơn Việt Nam nhiều, mà thành phố nó không có lớn bằng thành phố Việt Nam. Thành phố Campuchia đâu lớn đâu, đường cũng vậy nữa. Giờ Trung Quốc nó qua rồi, nó mới xây sửa chữa, mới xây đây rồi. Để chữ Trung Quốc không? Có bao giờ chị vô sòng bạc chị tham quan chưa? Có, chị vô casino bập bại nè, tại vì Nguyễn rồi đó, em lên mạng em thấy Nguyễn á, một bầu xô á, nó muốn xe chị, cái nó kêu chị đi luôn. Thằng nó sáng này nó không chịu về, nó cứ ngồi chơi đánh bài hoài. Mấy đứa mà ca sĩ thì có chơi chút đỉnh này, nói tụi nó rồi. Tụi nó chơi chút đỉnh mà không có đứa nào mà thua những dặn đi về. 8 giờ là nó nói chị Chi đi giùm em, chị Chi sáng hà chị gom mấy đứa ca sĩ rồi về giùm em. Nó muốn xe chị mới đi được mấy lần rồi mà chị mới chơi. Tối chị dắt mà con Minh đồ mà mừng nó biết là con Minh đồ, tụi nó đi vòng vòng ngoài đi coi có gì để rẻ mua, mà thấy không đâu gì đâu rẻ đâu có nhiêu đâu, mất công sách về. Mình đi tham quan chỗ này chỗ kia vậy đó, đi qua casino này qua casino kia, chỗ này chỗ kia mình coi cái chuyện mới đánh bài à. Chị biết chứ bộ, trời đánh lại. Gia đình dòng họ của chị ở đâu? Ở Hồ Lương với lại ở chợ Olympic đó. Chợ Olympic với lại ở Hồ Lương tại vì ở chợ Olympic. Còn nguyên cả bà con rồi năm ở Hồ Lương. Hồ Lương chưa tới thành phố. Hồ Lương chưa tới thành phố thì chị qua Campuchia tại tính ra điểm hiện tại này bao nhiêu lần rồi? Chị đi được đi lên thành phố
phố đi với má một lần, đi với một nam lần, hai lần. Hai lần qua Campuchia nhưng mà chị nhưng đã mà mấy đứa em nó chạy, nó lấy xe hơi nó chở vòng vòng trong thành phố chỗ này chỗ kia cho coi, như là ở chỗ như làm gì chị có mấy đứa con á, rồi cái nhỏ này nó bán chỗ này, nhỏ kia bán chỗ kia, cái nó tụi nó chở lại chơi ăn đồ, rồi ở sáng thằng em á nó chở đi ăn sáng, nó chở đi được hai chị với thằng Nam rồi đi ăn sáng đi hai lần. Ok, cảm ơn chị.